Xin chào các bé, chào mừng các bé đến với phần luyện tập toán lớp 4 trên trang Trạng Nguyên. Chúng ta cùng bước vào vòng 15, bài 1, chuột vàng tài 3. Chúng ta sẽ chọn những ô thích hợp để bỏ vào giỏ này nhé. 1 năm này, nhỏ hơn 1 năm này, 1 năm và lớn hơn 1 năm. 30 ngày nhân 6, 30 ngày nhân 6 là 3 nhân 6 bằng 18. Vậy 30 nhân 6 bằng 180 ngày. 1 năm có 365 ngày, vậy thì nó sẽ là nhỏ hơn 1 năm. 24 giờ bằng 1 ngày, cũng nhỏ hơn 1 năm. 24 giờ nhân với 500 nào. Ta sẽ tính thế này, 24 giờ nhân với 500, 1 giờ, 24 giờ là 1 ngày, vậy thì là 1 ngày nhân với 500 bằng 500 ngày. 500 ngày nó sẽ lớn hơn 1 năm. 365 ngày chính là 1 năm. Tiếp tục, 24 đề ca mét không liên quan gì ở đây. 1 thế kỷ bằng 100 năm, vậy thì lớn hơn 1 năm. 60 giây nhân với 365. Ở đây nhá, ta thấy này, 365 nhân với 60 giây. 1 năm thì bằng 365 ngày. Mà 1 ngày có tận 24 giờ cơ, nhưng ở đây chỉ có 60 giây thôi. Vậy nên là phép tính này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 1 năm. 11 tháng cũng nhỏ hơn 1 năm. Tháng năm nhuận, năm nhuận ít sẽ là năm có 366 ngày. Vậy nên là sẽ bằng 1 năm luôn nhé. 60kg nhân với 365, đây là kg, không liên quan gì đến năm nên là ta bỏ đi. 18 tháng sẽ lớn hơn 1 năm. Và 2 nhân 365 ngày chắc chắn sẽ lớn hơn 1 năm, bởi vì 1 năm có 365 ngày thôi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 1, chúng ta bước vào bài 2. Trong phép chia có dư, biết thương là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số dư là 5. Biết số chia là 271, vậy số bị chia là bao nhiêu? Thương là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, vậy thì là số 102. Thương sẽ là 102. Và số dư là 5. Số chia là 271, vậy số bị chia sẽ bằng thương nhân với số chia và cộng với số dư. 102 nhân với 271. Rồi đem cộng với 5. Các con nhân nhanh xem ra bao nhiêu nhỉ? 102 này nhân với 271. Rồi cộng với 5. Sẽ ra là 27.647. Điền số thích hợp là 9 giờ 35 phút bằng bao nhiêu phút? 9 giờ bằng bao nhiêu phút nhỉ? 1 giờ bằng 60 phút và 9 giờ sẽ bằng 9 x 60 bằng 540, cộng với 35 sẽ bằng 575. Lan mua bánh và kẹo hết 72.000 đồng. Biết hai lần số tiền mua bánh thì bằng 1/2 số tiền mua kẹo. Vậy số tiền mua bánh là bao nhiêu? Vậy thì ta phải chia xem hai lần số tiền mua bánh thì bằng 1/2 số tiền mua kẹo. Ta sẽ tính tỉ số là số tiền mua bánh trên số tiền mua kẹo là 2 chia cho 1/2 là sẽ bằng 4. Vậy tỉ số lúc này bằng 4 thì số tiền mua bánh lúc này là bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ tìm số tiền mua kẹo trước, ta sẽ lấy 72 chia cho 5 phần bằng nhau là sẽ ra 14.400. Sau đó ta lấy 72 trừ đi 14.000. Vậy thì số tiền mua bánh sẽ là 72.000 đem chia cho 5 phần bằng nhau ra 14.400 đồng.
Nếu chiều dài hình chữ nhật tăng gấp 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Nào, tăng lên bao nhiêu lần nhỉ? Các con tính đi nào. Nhưng mà diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Nếu như chiều dài hình chữ nhật tăng lên 2 lần thì diện tích đó cũng tăng lên 2 lần. Nếu tăng độ dài một đường chéo của hình thoi lên 2 lần thì diện tích hình thoi lên bao nhiêu lần? Cũng tăng lên 2 lần. Điền số thích hợp nhé. Chúng ta cùng nhân nào, nhân trong hoặc trước nào. 124 nhân với 45 sẽ bằng 5.580, rồi đem chia cho 3 sẽ ra là 1.860. Hai số có tổng và hiệu lần lượt là 322 và 10. Vậy thì số lớn là bao nhiêu? Số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu rồi chia 2 nào. 322 cộng 10 rồi đem chia cho 2 sẽ ra là 166. Diện tích hình vuông có cạnh 402 mét là bao nhiêu mét vuông? Diện tích hình vuông thì bằng cạnh nhân với cạnh bằng 409 nhân 409 nào. Các con đặt tính dầu ra ngoài nào, đặt tính dầu tính nhanh nhanh nào. Sẽ ra là 167.281. Cửa hàng có 7 rổ táo, mỗi rổ có 50 quả, cửa hàng bán được 2 phần 5 số táo. Vậy số táo cửa hàng đã bán là bao nhiêu quả? Đầu tiên ta phải tính xem có tất cả bao nhiêu quả táo đã. Ta lấy 7 nhân với 50. Vậy có tất cả 350 quả táo. Vậy số táo cửa hàng đã bán được là 350 chia cho 5 rồi nhân với 2 sẽ ra là 140 quả. Bao đường và bao muối nặng 91 kg. Biết bao đường nặng hơn bao muối là 41 kg. Vậy bao muối cân nặng bao nhiêu kg? Nào, bao đường thì nặng hơn bao muối. Vậy thì cân của bao muối sẽ là bao nhiêu nhỉ? Ta lấy 91 trừ đi 41 rồi đem chia cho 2 sẽ ra là 25 kg. Vậy là chúng ta đã qua bài 2, chúng ta bước vào bài 3. 8 tấn 15 kg thì bằng bao nhiêu kg nào? 1 tấn bằng 1.000 kg, 8 tấn sẽ bằng 8.000 kg. 8.000 cộng 15 bằng 8.015 kg. 84.237 cộng 31.438. Các con đặt tính nhanh ra ngoài nào. Đáp án sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là 115.675. Chọn đáp án sai nhé. Hình thoi là hình có bốn cạnh đều bằng nhau, đúng rồi. Hai đường chéo vuông góc với nhau, đúng rồi. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng rồi. Bốn cạnh không bằng nhau, vậy đáp án này là sai. Tính số học sinh trung bình 3 lớp. Biết lớp 3A có 43 học sinh, lớp 3B có 36 và lớp 3C có 41. Trung bình, tính số học sinh trung bình 3 lớp nào. Chúng ta sẽ lấy 3 lớp này cộng với nhau rồi đem chia cho 3. 43 cộng với 36 rồi đem cộng với 41. Tất cả được là 120. 120 chia 3 sẽ bằng 40. Tìm số A, biết A lớn hơn 287 và nhỏ hơn 2387 và 2390. Biết A là số chẵn. Vậy A sẽ là số bao nhiêu nhỉ? 2388. Vậy A, bởi vì A là số chẵn. Từ 3 số 368 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số nào? Sẽ lập được bao nhiêu số nhỉ? 3 x 2 bằng 6 đúng không? Hùng có 42 viên bi xanh và đỏ, biết số bi đỏ ít hơn số bi xanh là 9 viên, tính số bi đỏ nào. Lúc này ta phải lấy 42 đem cộng với 9. Và lúc này là ra là tổng 3 phần bằng nhau đúng không? Tổng 3 phần thì lấy 5 42 cộng 9 bằng 51 rồi đem chia cho 3 sẽ ra là 17. Đấy là một phần bằng nhau đúng không? Một phần. Mà lúc này bi đỏ sẽ phải trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 9 nữa thì mới ra được số bi đỏ, vậy bằng 8. Tìm số A, biết 25A chia hết cho cả 2 và 5. A này chia hết cho 5 thì sẽ phải là có tận cùng là 0 hoặc 5. Mà nó chia hết cho 2 nữa nên tận cùng của nó phải là số chẵn. Mà số chẵn ở đây chỉ có số 0 thôi, vậy là số 0. Chu vi của hình chữ nhật là 270 m, chiều dài là 87 m. Diện tích hình chữ nhật này là bao nhiêu mét vuông?
Muốn tìm diện tích thì ta phải tìm chiều rộng trước. Ta tìm nửa chu vi là 270 chia 2 bằng 135, rồi trừ đi chiều dài để ra chiều rộng. Vậy bằng chiều rộng sẽ bằng 48 rồi nhân với chiều dài là 87 nè, sẽ ra là 4.176 mét vuông. Biết hiện nay bố Hân Lan 30 tuổi, tổng số tuổi của hai bố con hiện nay bằng 5 phần 4 tuổi bố hiện nay. Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay bằng 5 phần 4 tuổi bố hiện nay. Tuổi bố hiện nay là bao nhiêu? Ta thấy tổng số tuổi của hai bố con hiện nay bằng 5 phần 4 tuổi bố hiện nay. Vậy thì tuổi con lúc này bằng bao nhiêu phần tuổi bố thì ta sẽ tính được đúng không? Tuổi bố cộng tuổi con thì bằng 5 phần 4 tuổi bố. Vậy thì tuổi con sẽ bằng 5 phần 4 trừ đi 1 sẽ bằng 1 phần 4 tuổi bố. Vậy con sẽ bằng 1 phần 4 tuổi bố. Mà lúc này bố Hân Lan 30 tuổi. Vậy thì 30 tuổi này ứng với phần bao nhiêu nhỉ? 30 tuổi này sẽ ứng với 1 trừ đi 3 phần 4, à 1 trừ đi 1 phần 4 là bằng 3 phần 4 đúng không? Vậy 30 tuổi này sẽ ứng với 3 phần 4. Vậy thì tuổi bố sẽ là 30 chia cho 3 phần 4 sẽ bằng 40 tuổi.